Báo cáo bác là em với bác vừa thống nhất thế này nhá. Nhà bác là đã có là bên ngoài là ba gian với đằng sau giữa là có cái hậu cung. Thế thì bác dự kiến sẽ đặt cái sập thờ này vào hậu cung này. Tức là cái này là cùng với cái lô mà hôm trước em mới chuyển vào Diễn Châu cho bác đúng không? Diễn Châu, Nghệ An. Thế thì bây giờ cái này hiện nay như như là cái này là nó đang dài là 2m17 và sâu là 107, cao 127. Cái này đấy bằng gỗ gụ hoặc là bằng gỗ gõ đỏ, chắc là bác sẽ lấy gụ hết, tại vì nó đồng bộ với các cái bàn và các cái côn đơ đối kia. Thế thì gụ hoặc gõ đỏ tùy bác, thế nào cũng được. Thì như vậy là cái này như này, cái này chân 22 và kích thước em vừa nói thì giá tại đây là 40 triệu, và nếu bác thép vàng toàn bộ, thép vàng đây này, những cái từ đây nhá, từ trên này này, những cái phần nổi ở đây này và cái long lưu phượng đây và cả dưới phần dưới chân nữa, cái phần thép vàng Đài Loan có là 8 triệu, như vậy là 48 triệu. Đấy là cái thống nhất thứ nhất. Ngoài ra biết đâu có thể kích thước bác có thể thay đổi, nhưng mà nếu mà được cái kích thước đúng như này thì là chuẩn nhất, thì nó có sẵn mộc rồi, bây giờ chỉ có thép vàng cho bác thôi. Đấy là cái phần thứ nhất này, và bên trên cái này á thì sẽ là một cái cuốn thư giống như này bác ơi. Đây, cái cuốn thư thì dài 1m97 và cái đôi câu đối thì đôi câu đối của bác chắc là đôi câu đối phẳng đúng không ạ? Bên có hai đôi phẳng và một đôi đồng ngon. Vâng, như vậy là cái đôi câu đối mà để bác để trong hậu cung thì nó phải phẳng. Đấy, cái sập ba thành hôm trước chuyển cho bác hoàn là tương tự như thế. Vâng. Thì cái đôi mà 1m97 này và đôi phẳng ấy thì bằng gỗ gụ là 26 triệu cộng với phần thép vàng 2 triệu là 28 triệu. Những cái này em luôn luôn thông báo công khai cái giá rồi. Bây giờ tiếp theo bác ra đây này. Rồi bác hai cái bàn nhỏ này lên đây để chỉ cho bác luôn. Đấy, bác lên trên tầng tầng 3 phía trước của khu B. Đấy, cái này là một cái số liệu căn cứ về bác đo lại mà bác thấy nó ok, đúng là chỉ việc thép vàng cho bác thôi. Xong ghi lại giấy tờ để chuyển qua chuyển lại con cho bác. Đấy bác ơi, cái bàn thờ này là hiện nay như bàn này đang là dài 1m75, sâu 81, cao 1m27 và chân 10. Cái này bằng gỗ gụ đấy, long lanh đúng như thế. Hiện nay giá mộc của nó tại xưởng là 23 triệu. Tức là cứ không thép vàng nguyên như như cái chỗ bác đang nhìn ấy. 23 vào cái phần thép vàng của nó, những cái chỗ nổi cả ba bề ấy, thì nó là 5 triệu. Thế là tổng cộng là 28 triệu một chiếc. Thì nếu bác lấy cả đôi thì cái đấy là một với cả cái bên này là hai đây. Đấy. Thế còn cái cấp ở đằng sau. Cái cấp đằng sau thì cái đấy thường thường nó độ cả thép vàng và nó vào 10 triệu. Đấy. Thế còn cái cuốn thư câu đối này là ở đằng sau cùng là cuốn thư và đôi câu đối phẳng. Cái đôi câu đối phẳng nó tương tự này bác này. Nội dung bác thích nội dung nào cũng được, tùy bác. Mà chữ Nho cũng được, chữ Quốc ngữ cũng được. Tùy bác. Quốc ngữ thì làm như thế này bác nhé. Nếu các cụ thích quốc ngữ thì phải làm dạng triện thế này ạ. Để cho nó trông nó mỹ thuật tí. Đấy, trông nó truyền thống tí. Thế còn cái nào nữa? Thế còn hai bàn cạnh nhà này. Thế còn bây giờ cái cửa võng. Cửa võng thì bây giờ bác đo cái mép trong cột. Đây, chỉ cho bác xem này. Ví dụ cái cột nó tròn nó như thế này. Đây là cột vuông nhưng giả sử tròn ấy, thì bác đo bắt đầu từ, nếu như đây là khoảng giữa thì đây bác đo bắt đầu từ mép này sang mép kia. Chẳng hạn bác đo là 2m50 chẳng hạn. Thì cứ bác cái nhân 15 triệu một mét. 15 triệu một mét. Vâng, ví dụ 2m là 30. Mà 2m50 nó bảo là 37 triệu 500. Tức là đầy đủ luôn. Đầy đủ, nhưng mà đấy là chưa có tiền thép vàng. Nhưng cái chuyện mình có thép hay không thì mình lại cân nhắc, mình tính sau. Bởi vì nhỡ bác lại thép nhiều quá. Đấy, lúc đấy mình với bàn tính tỉ mỉ xem là cái gì thép, cái gì bỏ. Cái chữ thôi. À đấy, thì mình thép cái phần chữ thì không nói rồi. Nhưng có khi cái cửa bóng mình lại chỉ làm trơn thôi, mình không thép nữa. Vâng, không thì nó lại rực rỡ quá. Vâng, thế là phần cửa võng này. Thế còn thì cái đôi lòng mo thì đôi câu đối lòng mo và hoành phi. Thì cái đôi câu đối lòng mo, để xem có đôi nào cho bác xem mẫu nhá. Để bác lên đây, đây đôi lòng mo đây ạ. Vâng. Đấy, một đôi lòng mo như thế mà cả thép vàng vào nó vào là 19 triệu.
là một đôi. Cái chữ, chữ thì được tùy bác. Thế vàng cái chữ đấy đấy, đấy là một đôi là 19 triệu bằng gỗ vụ hoặc gõ đều được, mà cái này là mo và là ghép ba. Vâng, ghép ba nhưng mà trông nó cũng được lắm, nó không cần thiết phải liền đâu. Nếu mà liền của nó thì thành 24. Thế còn cái cuốn thư ở giữa, cuốn thư thì là cái hoành phi thì giảm so với cuốn thư 1 triệu, rồi tỉ mỉ cho sẽ báo bác sau, nó độ 13, 14 triệu một cái. Vâng, đấy sơ bộ là như thế. Không có gì tỉ mỉ thì là bác đo lại cái kích thước ấy. Hôm trước chuyển vào bác vào Diễn Châu là vào thôn thì xã gì bác nhỉ? Xóm 5 Diễn Cát, Diễn Châu nhỉ? Xóm 5 xã Diễn Cát ạ. Xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An ạ. Vâng, tại vì hôm đấy là cũng ghi giấy vào cho bác nhưng mà cháu đã vào đấy đâu. Vâng, chào bác. Hôm nay là 19 tháng 4 2019, bác ra trực tiếp rất thuận. Alo.